chào các bạn nha. Bây giờ gặp lại các bạn. Bây giờ với cái bài thuốc của dầu mè. Dầu mè nè, dầu mè của chùa Long Hương nha các bạn. Tôi cho các bạn coi cái chữ dầu mè như nó cũng ngược ngược á. Quay nó ngược á. Dầu mè của chùa Long Hương tôi xài gần hết rồi. Bây giờ nó tác dụng của cái dầu mè này là cái gì? Nó rất là hay các bạn. Hay lắm luôn. Bây giờ tôi nói công dụng thứ nhất của nó nè. Khi mà các bạn nấu nướng trong bếp á, phụ nữ ta đó, nấu nướng trong bếp, khi mà chiên cái gì đó, nó bị dầu nó văng lên tay, tất nhiên là nó sẽ rộp hết cái tay lên đúng không? Thì ta sẽ lấy cái dầu mè này, lập tức ta lấy cái dầu mè này, ta bôi lên ngay cái chỗ mà ta vừa bị liền đó. Các bạn sẽ thấy cái phép nhiệm màu của nó vô cùng tận luôn, vô cùng luôn. Khi các bạn bị như vậy mà các bạn dùng nước hay cái dùng gì trong y tế là trước mắt người ta lấy nước ta xả lên rồi người ta dùng những cái này những cái kia dầu ô môi người ta bôi vào, nhưng mà không hay bằng cái này. Cái này hay lắm luôn. Dầu mè các bạn đắp lên liền cái tay nó y như cũ, nó không đau không đỏ không gì hết, nó liền lành không rộp một tí nào lên luôn. Nó hay đến huyền diệu đến như vậy. Rất là huyền diệu, tôi kêu gọi là bài thuốc dầu mè của bên thực dưỡng, ăn chay thực dưỡng của chùa Long Hương, của thầy Thích Tuệ Hải. Hay nhất, các bạn nên liên lạc với những nơi bán thực dưỡng để mua dầu mè. Nơi nào các bạn cứ đánh trên mạng món ăn thực dưỡng thì người ta có bán dầu mè. Và có cái dầu mà tôi thường mua để tôi dùng là dầu của thầy Thích Tuệ Hải, chùa Long Hương nha các bạn. Đó là tôi đang nói về cái dầu mè. Bây giờ nói cái thứ hai là dầu mè dùng làm cái gì nữa tốt lắm nè. Cái chiên xào nấu nướng như vậy ta bị lửa, cái dầu nó bắt lên nó làm nóng cái tay, thế là nó phồng rộp, nhưng mà cái này lên là lành ngay. Bây giờ cái vết thương, nếu mà vết thương các bạn bị bất cứ một cái vết thương nào, cắt vào tay chẳng hạn, hay là bị cái chân chống của xe nó quẹt vào chẳng hạn, rồi là chảy máu đúng không? Nó rất nặng. Thế nhưng mà thực sự tôi đã từng làm bể một cái chén, và cái chén nó cắt gần nửa ngón tay cái của tôi luôn. Thực sự đấy. Mà máu nó chảy xuống nhà, nền nhà giống như là cắt tiết cái con gà vậy đó. Vậy mà tôi có cái chai dầu, lúc nào tôi cũng thủ chai dầu này. Tôi lấy cái tay tôi rửa dưới nước liền ngay lập tức, tôi bóp ra cái máu đó đi, rồi xong bắt đầu tôi lấy cái ancol tôi rửa thật sạch lại một lần nữa. Sau đó tôi lấy cái bông gòn, tôi chấp cái dầu mè này lên ngay cái chỗ đó, cho thật nhiều dầu mè lên ngay cái chỗ mà tôi đã bị đau vậy đó, máu chảy ra vậy đó. Xong rồi tôi lấy cái băng keo cá nhân tôi bịt nó lại. Các bạn biết bao nhiêu ngày thì tôi lành không? Không bị một cái gì gọi là đau đớn ở trong người hết. Mà nó lành trong vòng 5 ngày là nó đã lành rồi. Các bạn thấy dầu mè thực dưỡng hay không? Hay lắm. Giống như huyền thoại của Đức Phật đã trao cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá. Các bạn coi thử nữa nhé. Bây giờ cái dầu mè này ta thủ một tí, các bạn gái đi xe đấy, các bạn bỏng bô đó, đúng không? Ta thủ trong xe miếng đi nha. Thủ trong xe một miếng một cái chai penicillin đó các bạn. Để trong cái đó xong các bạn sẽ, khi bị bỏng bô, ta sẽ lấy ngay một miếng dầu mè chét lên liền. Không bao giờ ta thấy nó bị đau đớn, phồng rộp, vết thương gì hết. Da y như cũ. Vậy các bạn có thấy nó nhiệm màu không? Nhiệm màu lắm. Nhiệm màu quá đi ha. Bây giờ các bạn không tin, các bạn làm thử nha. Còn riêng các bạn trong nhóm với tôi sẽ tặng mỗi người một chai penicillin dầu mè để cho các bạn thưởng thức coi nó như thế nào. Bây giờ nói đến sắc đẹp dầu mè luôn. Tôi nói đến dầu mè nhé. Dầu mè trong sắc đẹp. Các bạn thấy cái da của các bạn á, thường xuyên ta lấy dầu mè ta đưa lên cái da, xong rồi ta massage. Vì massage mặt như vậy nó lưu thông máu. Nó lưu thông máu, nó sẽ làm cho da mặt chúng ta trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già, không có nếp nhăn nha. Các bạn không tin dùng thử đi, làm thử đi.
Đấy là tôi nói cho phái nữ thôi nha, chứ còn phái nam tôi không ý kiến. Các bạn nữ là nhớ là dùng dầu mè nha. Vết thương là một, bỏng bô là hai, nó còn nhiều cái nhiệm màu lắm. Thời bài sau tôi sẽ nói tiếp. Vậy xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy share bài viết này. Nếu mà thấy hay thì các bạn cho like nhé. Mà tôi thấy rằng chắc chắn là các bạn sẽ like thôi. Vì trước nhất cái vấn đề bỏng bô là thường xuyên bị nấu bếp thường xuyên luôn. Cho nên các bạn cứ làm đi, rồi nhiệm màu nó sẽ tới với các bạn. Và tôi được thừa hưởng cái nhiệm màu đó là các bạn sẽ like cho cái bài viết của tôi. Trân trọng, chào các bạn.